nhà ngoại cảm cá nhân Wolf Messing của Stalin dự đoán ngọn lửa đỏ sẽ bùng cháy vào năm 2024. Trong thời đại mà tất cả mọi người luôn tin vào khoa học và công nghệ như hiện nay, vẫn còn vô số người quan tâm đến lĩnh vực thần học hay bói toán. Những nhà ngoại cảm hay thầy bói khẳng định chắc chắn một điều rằng họ có thể trong một thời gian ngắn, thông qua một số câu hỏi đơn giản để tiết lộ cho bạn biết về những sự kiện lớn xảy ra gần đây, hoặc một số điều về tương lai, hay còn gọi là những lời tiên tri mà chúng ta đã theo dõi rất nhiều trên kênh. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Wolf Messing Grigorovich, một trong những nhà tâm lý học ngoại cảm nổi tiếng nhất của thế kỷ 20. Chào mừng quý khán thính giả đến với kênh Tâm Linh Cuộc Sống. Trước khi theo dõi video ngày hôm nay, bạn đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh đến với nhiều người hơn để ekip chúng mình có thêm động lực ra thêm nhiều video ý nghĩa hơn nhé. Xin cảm ơn và xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của chúng ta ngày hôm nay. Người ta nói rằng Messing có thể dễ dàng kiểm soát tất cả mọi người bằng ý nghĩ mà không cần sự đồng ý của đối phương. Ông có thể lục tìm và biết tất cả những bí mật đang ẩn giấu trong tâm hồn bạn. Thậm chí ông còn có khả năng tiên đoán được tương lai. Messing không chỉ thu hút sự chú ý của các doanh nhân như Einstein, Freud và Stalin mà còn khiến Hitler ráo riết săn tìm ông với mức phần thưởng lên đến 200.000 mark. Nhiều lời đồn đại rằng sau khi Messing qua đời, tất cả thông tin liên quan đến ông đều bị các cơ quan liên quan xếp vào dạng bí mật tuyệt đối, không thể tiết lộ cho đến tận bây giờ. Năm 2012, một nhà báo nổi tiếng người Nga đã đăng một phần nội dung của phỏng vấn với Messing vào năm 1974, trong số thứ 31 với nội dung Sự thật về Ukraine, bao gồm cuộc trò chuyện giữa Stalin và Messing, cũng như một số dự báo về tương lai. Một vài cư dân mạng tỉ mỉ đã tổng hợp và chia sẻ dự báo của ông về tương lai của thế giới. Messing nói rằng ngọn lửa màu đỏ sẽ lan rộng và bùng nổ. Liệu ý nghĩa thực sự của dự đoán này là gì? Ngoài ra, ông còn đưa ra lời cảnh báo gì cho tương lai nữa hay không? Wolf Messing Grigorovich sinh vào ngày 1 tháng 9 năm 1899 tại một gia đình Do Thái ở Warsaw thuộc Ba Lan. Từ khi còn nhỏ, Messing đã mắc bệnh mộng du. Năm lên 6 tuổi, ông được đưa đến một trường tôn giáo để học và trở nên vượt trội hơn bạn bè đồng trang lứa, bởi khả năng ghi nhớ của ông rất khác biệt so với người bình thường. 2 năm sau, Messing theo học tại một trường trung học Do Thái. Vốn là một học sinh nghịch ngợm, một lần ông bỏ học lén lên tàu và trốn dưới ghế để ngủ. Khi nhân viên tàu kiểm tra, họ phát hiện ra Messing nên đã yêu cầu ông xuất trình vé. Messing lấy một tờ giấy vụn đưa cho họ, nhân viên tàu chỉ nhìn qua rồi bỏ đi. Ông đột nhiên cảm thấy rất bối rối về điều này, và cho đến khi xuống tàu ở Berlin, ông mới phát hiện ra rằng mình có khả năng điều khiển suy nghĩ của người khác. Từ đó Messing bỏ học để vào làm việc trong một nhà hát lớn. Tại đây, một giáo sư thần kinh học tên là Abe đã phát hiện ra khả năng phi thường của Messing, bởi vì ông không chỉ có thể nói ra suy nghĩ của khán giả mà còn có thể nói ra những vật dụng cá nhân mà họ đang giấu trong túi. Giáo sư Abe đã cho Messing một bài kiểm tra và phát hiện ra rằng ông có thể rơi vào trạng thái mê man, tức là một trạng thái có ý thức nhưng không có phản ứng cơ thể. Thậm chí, Messing còn có thể tiên đoán tương lai thông qua trạng thái này. Vào năm 1916, Messing đã được đặt danh hiệu nhà ảo thuật số 1 trên thế giới khi chỉ mới 17 tuổi. Danh tiếng của anh càng ngày càng lan rộng, khiến hai nhà khoa học lỗi lạc thời ấy là Sigmund Freud và Albert Einstein cũng cảm thấy rất tò mò. Vì muốn tận mắt chứng kiến siêu năng lực của Messing, Einstein đã mời ông ấy đến thăm nơi ở của mình. Trong lần gặp đầu tiên, Freud yêu cầu Messing làm theo điều mà ông đang nghĩ trong đầu. Messing chỉ cười nhẹ rồi bước vào phòng tắm, lấy một cây kìm nhỏ và đi đến nhổ 3 sợi râu của Einstein. Đây chính xác là điều Freud đang nghĩ đến. Sau khi trực tiếp trải nghiệm khả năng đặc biệt của ông, Einstein cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trước khi rời đi, Messing còn để lại một lời tiên tri cho Einstein rằng ông sẽ đoạt được một giải thưởng lớn sau 5 năm nữa. Chính xác như dự đoán, vào năm 1921, Einstein đã giành được giải Nobel vật lý nhờ thành tựu về hiệu ứng quang điện và đóng góp cho vật lý lý thuyết. Năm 1937, khi đang biểu diễn tại một nhà hát ở Warsaw, Messing đưa ra phát ngôn về việc Hitler sẽ bị tiêu diệt nếu đổi hướng tấn công Liên Xô.
Hành động trên đã khiến Hitler tức giận và trao thưởng 200.000 mark cho ai lấy được đầu của Messing. Không còn lựa chọn nào khác, ông buộc phải trốn đến Liên Xô. Nhưng không ngờ, danh tiếng của ông đã lan đến quốc gia này. Lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin lúc bấy giờ cũng rất quan tâm đến khả năng đặc biệt của Messing. Stalin đã đưa ra lời đề nghị rằng ông muốn Messing hãy tới ngân hàng quốc gia Liên Xô, rút ra 100.000 rúp rồi mang chúng đến điện Kremlin gặp mặt. Messing không do dự mà đi tới ngân hàng. Ông đưa một tờ giấy trắng cho nhân viên. Nhân viên sau khi kiểm tra không thấy vấn đề gì, đã đi đến két sắt, rút đủ 100.000 rúp rồi đưa cho ông. Messing đã thành công lấy được khoản tiền đúng theo yêu cầu của nhà lãnh đạo Liên Xô. Nhìn vào vùng trán vẫn nguyên vẹn không dấu đạn, Stalin có phần không thể tin nổi và nói rằng nếu ông có thể thuận lợi vào phòng làm việc của mình, Stalin sẽ tin vào siêu năng lực của Messing. Lúc này, ông chỉ cần sử dụng hai lá cây đã có thể bước vào điện Kremlin. Sau khi gặp gỡ với Messing, Stalin không còn mối nghi ngờ nào về ông. Trải qua một cuộc trò chuyện bí mật, Stalin quyết định giữ Messing bên cạnh để trở thành nhà ngoại cảm đặc biệt cho mình. Vào thời điểm đó, Messing đã đưa ra nhiều tiên tri về một số sự kiện quan trọng như chiến thắng của Stalin trong việc đánh chiếm Berlin hay vụ tai nạn máy bay vào năm 1950. Tất cả những điều này đều trở thành sự thật. Ngày 8 tháng 11 năm 1974, Messing qua đời. Tất cả thông tin và nhật ký của ông đã được đưa vào hồ sơ bí mật của Liên Xô. Cho đến năm 2012, khi một phóng viên đóng quân ở Nga đã công bố một phần nội dung cuộc trò chuyện giữa Messing và Stalin vào năm 1974. Nhiều sự kiện bí mật cũng như một số dự đoán về tương lai mới được mọi người trên thế giới biết đến. Một vài cư dân mạng tỉ mỉ đã tổng hợp những gì được công bố thành 5 dự đoán lớn. Đầu tiên là một bức tường và 5 đường biên giới sẽ chia cắt hai bên kẻ thù. Ngoại trừ bức tường thì không có gì sẽ biến mất, nhưng ngọn lửa màu đỏ sẽ lan rộng và thiêu đốt nhanh chóng. Chỉ là ngọn lửa đỏ đó không phải từ Liên Xô. Điều thứ hai là 15 người anh em sẽ bị chia rẽ. Hai trong số họ sẽ đánh nhau và một biến cố lớn sẽ xảy ra vào tháng 3 năm thứ hai sau cuộc tấn công của gấu vào hung thần Đinh Ba. Điều thứ ba chính là cờ Liên Xô sẽ rơi xuống. Bọn cướp da trắng và nhà tư bản sẽ một lần nữa đứng trên đầu dân chúng. Nếu muốn tìm lại ngọn lửa màu đỏ của quá khứ thì hãy đi về phía đông, vượt qua sông Dnieper và dãy núi Ura, đến cuối đồng bằng Siberia. Những tia lửa sẽ ở đó và đốt cháy Đại Thảo Nguyên. Điều thứ tư là những cơn nóng oi bức khiến rất nhiều sinh vật trên trái đất bị diệt vong. Nhiều con tàu sẽ vượt qua Bắc Băng Dương, những tảng đá đang bốc cháy cùng sóng biển nóng chảy qua các nhà máy điện hạt nhân. Nơi xảy ra tai nạn không phải Chernobyl mà là một nơi vẫn còn tiềm ẩn vẻ đẹp thần tiên. Điều cuối cùng là lừa và voi sẽ tiếp tục chiến đấu, mùi hôi thối sẽ lan tỏa khắp nơi, nhưng kết quả cuối cùng vẫn đòi hỏi lá phiếu của tử thần. Bởi những người nghĩ rằng mình sẽ thắng, cuối cùng lại thất bại. Vậy ý nghĩa chính xác cho những dự đoán này là gì? Mời các bạn để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận để mọi người cùng xem nhé! Quý vị thân mến, đừng quên đón xem thêm nhiều video về những tấm gương tu học Phật giáo, sự kiện tâm linh bí ẩn và những lời tiên tri hấp dẫn từ tâm linh cuộc sống vào lúc 8 giờ tối hàng ngày bạn nhé! Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến với tất cả các bạn!